Các nàng hậu trượt tốt khi về nước, Phạm Hương chật vật giữa rừng fan. Nhìn Ngọc Châu thấy mà thương. Sau khi có những hành trình rực rỡ khi mang chuông đi đánh xứ người nhưng không thể inter, các nàng hậu sẽ quay về nhà. Nhưng khoảnh khắc đặt chân đến sân bay của các nàng hậu cũng vô cùng khác nhau. Ngọc Châu dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng Ngọc Châu lại không thể lọt vào top 16 của Miss Universe, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Dường như cô cũng cảm thấy rất tiếc vì kết quả này khi liên tục xin lỗi vì không thể lọt top. Nhưng hơn hết, quang cảnh lúc người đẹp đặt chân xuống máy bay mới càng khiến người hâm mộ cảm thấy thương hơn. Ngọc Châu đã tự mình đẩy hành lý từ trong ra, vẫn có những người yêu mến cô nàng đến để đón nàng hậu về. Nhưng so với những người khác, quang cảnh có phần hiu hắt hơn. Cũng có người cho rằng, dù không có vòng vây người hâm mộ, nhưng Ngọc Châu vẫn có cảm nhận được sự yêu thương của những người thật lòng yêu thương mình. Bởi vì lượng người đón cũng không phải quá ít, không quá đông, nhưng có lẽ cũng đủ ấm áp đối với nàng hậu. Tuy nhiên, ngoài người hâm mộ, Kim Duyên, Khánh Vân cũng đã đồng loạt có mặt ở sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh từ sáng sớm để chào đón chiến binh Ngọc Châu trở về. Không chỉ mua hoa tặng cho người chị, mà Khánh Vân còn ôm an ủi động viên nàng hậu. Phạm Hương. Phạm Hương dường như đã là một huyền thoại khi dù out top nhưng lại để lại dấu ấn vô cùng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Chính vì thế mà cô vẫn vô cùng hiên ngang, ngẩng cao đầu mà về trong vòng vây của người hâm mộ. Cô nàng đã đeo vòng hoa và chào những người đến đón mình. Tiếng la hét của những người hâm mộ vào năm 2015 luôn làm cộng đồng mạng phải trầm trồ. Qua đó có thể thấy được rằng nàng hậu dường như đã trở thành tượng đài và là beauty queen trong lòng khán giả lúc đó, chứ không cần phải giành được vương miện quốc tế. Phương Anh. Dù được đánh giá là thí sinh mạnh tại đấu trường Miss International, nhưng may mắn dường như không mỉm cười với Phương Anh. Hơn nữa, với khuôn khổ có phần khép kín của cuộc thi, nên hành trình của Phương Anh khiến người hâm mộ rất khó để có thể theo dõi trọn vẹn. Chính vì vậy, ngày về nước của cô nàng đã khiến không ít người cảm thấy xót xa. Bởi vì thay vì được về với vòng tay của người hâm mộ, thì chào đón người đẹp là một sân bay khá điều hiu. Không có quá nhiều người hâm mộ, cô đã bật khóc nức nở trong vòng tay của Đỗ Hà cùng với Á hậu Ngọc Thảo, khiến không ít người cảm thấy xót xa. Nàng hậu sau đó cũng gửi lời xin lỗi tới công chúng vì không đạt được thành tích như kỳ vọng. Nhưng may mắn là cô không hề bị chỉ trích mà nhận được nhiều lời động viên khích lệ từ fan sắc đẹp trong nước. Đoàn Thiên Ân. Thiên Ân cũng là một nàng hậu nhận được rất nhiều sự yêu thương của khán giả khi out top nhưng vẫn về trong vòng tay chào đón của những người hâm mộ. Nhiều khán giả vui sướng khi được gặp Đoàn Thiên Ân ngoài đời. Họ vây quanh hoa hậu xin chụp hình chữ ký. Lượng người chật kín vây lấy cô ở sân bay đã khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy ngợp thay cho người đẹp. Khán giả cũng chuẩn bị rất nhiều hình ảnh cũng như băng rôn để đón Thiên Ân về nhà, khiến cho chính nàng hậu cũng cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc với sự yêu thương này của người hâm mộ với mình. Đón cô về còn có những người chị em như Mai Ngô, Quỳnh Châu, Minh Thư và Nguyên Thảo. Có thể thấy dù cũng là mang chuông đi đánh xứ người và không đoạt giải cao, nhưng các nàng hậu này đã có những trải nghiệm rất khác nhau khi về nhà hậu ao tết. Có người thì hiu quạnh, cũng có người trực trở trong vòng vây. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.